khắc nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà. Suốt một đời thương nhớ, bác chỉ mong được một lần trở với miền Nam, gặp lại đồng bào. Bác nói, miền Nam trong trái tim tôi. Tấm lòng của bác đối với miền Nam cũng là tấm lòng của miền Bắc, tấm lòng của thủ đô Hà Nội đối với tiền tuyến lớn trong cuộc chiến tranh giành tự do độc lập, thống nhất đất nước. Come on.